Chào mừng cô chú anh chị xem kênh ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị quê hương Chợ Lách Bến Tre. Em đang diễn ra là hội thi trưng bày sinh nhật cảnh á, huyện Chợ Lách đó chú anh chị. À, nhân dịp mùng 5 tháng 5 của chú anh chị. Đó, cô chú anh chị thấy không ạ? Lần thứ nhất nha chú anh chị. Giờ đây, đây là những cái cây, khu này là trưng bày những cái cây có giải nha chú anh chị. À, bini, tung và đại luôn của chú anh chị. Đó, cho chú anh chị chiêm ngắm đây. À, về quê hương Chợ Lách Bến Tre em của chú anh chị. Rất là nhộn nhịp luôn. À, đấu xảo nè, rồi trưng bày những cái cây sinh nhật cảnh này rất là đẹp chú anh chị. Đây, em quay qua những đây mặt tiền nè chú anh chị. Đây, đây là chú anh chị. À, đây là những cái dải vàng này chú anh chị ơi. Này khu này khu mini nha chú anh chị. Đó, cực kỳ đẹp không? Nè chú anh chị. À, bạc nha, dòng là ma chiến thủy nha chú anh chị. Đó, cực kỳ luôn. Đó, đây, phiến khích. Đó. Nhìn cây là của chú anh chị không biết cái cây gì luôn á. Nhìn đánh lá rất là đẹp của chú anh chị. Mà được như vậy cả quá trình của chú chị rất là nhiều lâu năm. Đây là gia đồng nữa chú anh chị. Đây là sam hương. Đó, rất là đẹp. Đó, đây. Đó, nhiều của chú anh chị đã đến đây chiêm ngưỡng rồi chú anh chị. Rất là mê luôn. Đó. Đó, rất là đẹp luôn. Cực kỳ xinh luôn chú chị. Nè có gan tay tới đây đi đó. Nè có chú chị, đây là những bạn mà chiến thủy đây, cực kỳ xinh luôn. Đây à, sâm núi đây của chú chị. Năm nay đi hội chợ thì sâm núi là ẩm giải hết là cỡ 80% của chú chị, rất là đẹp. Sâm núi trái của chú chị xù ông trang à, mà chú thủy như vậy ha, rất là đẹp luôn. Đây rất là mê nó này của chú chị. Nhìn nhìn cái dàn xuông đúng mà chắc luôn, đế này trải rất là đều luôn, rất là đẹp nó. Đây cực kỳ xinh luôn. Đó, đây. Đó. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Đây. Rồi qua khu bên đây của chú anh chị. Đó. Đây. Đó của chú anh chị. Đây. Qua khu này. Xe tiểu của chú anh chị. Đó. Đây. Rất là mê. Đây phiến khích nha chú anh chị, mà chiến thủy luôn diệp quế. À, cái này cái ngừa đỏ của chú anh chị. À, tiếp tục là bạn sâm hương, đây cũng là mai chiến thủy giải đồng đó lớn của chú anh chị nha bạn. À, sâm núi trái. À, sâm núi trái luôn của chú anh chị ơi. À, đó, chú anh chị. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Vàng nữa chú anh chị. Lại tiếp tục là sâm núi tái. Vàng. Đây. Nhìn cái đường lắc của chị đó rất là đẹp. Đây. Ơi, nhìn được chú anh chị. Đó, đây. Mời quá chú chị ơi, hãy đến Chợ Lách Bến Tre của em ngay. À, những cái cây này có thể là cô chú anh chị biết không, có thể là những cái anh chị chủ vườn có thể giao lưu luôn, nên em khuyên cô chú anh chị hãy đến Chợ Lách em ngay, còn chừng khoảng vài ngày nữa hết rồi cô chú anh chị, tranh thủ dính chút thời gian cô chú anh chị. Đó đây cô chú anh chị, rồi em qua cái dạc bên kia cho cô chú anh chị tham quan. Đây là những cái tùng. Đây. Đây của chú anh chị. Đây của chú anh chị. À. Rất là đẹp của chú anh chị. Đó. Sâm núi trái nha chú anh chị. Đó. Cực kỳ luôn. Cực kỳ đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi. Cụ Tùng Đài Loan đó chú chị. Nhập khẩu về luôn. Ở Việt Nam mình chưa có cây bự như vậy chú chị. Cụ Tùng Đài Loan nha chú chị. Rồi cái hoành nè. Ý. Cô chú chị. Là 4 tấc thì có xíu xíu vậy nè. Rất là vĩ đại. Đây. Đây. Đây, tác phẩm đạt giải đặc biệt nha chú chị. Cực kỳ là kỳ công luôn chú chị. Đây, giải vàng nha chú chị. Rất là đẹp. Đây. Cực kỳ không? Trời. Hoa rất là thơm của chú chị. Vừa đẹp luôn mà vừa thơm nữa. Cực kỳ. Đẹp. Đây cây xanh của chú chị. Đó. Đây. Cái bạn làm mưa làm gió ở Bình Định luôn. Cũng có mặt ở Chợ Lách Bánh Tre bên em luôn. Đó chính là cây gì của chú chị? Dạ xin thưa là cây hải châu của chú chị. Dạ đây. Đang chuẩn bị lên hoa. Dạ đây. À. Cho cô chú anh chị chim ngắm hải châu sông Câu. Đây rất là đẹp nha. Rất là già chát luôn. Nhìn dàn xương dưới này của chú anh chị thấy không? Đó, phấn khích nha chú anh chị. Đó. Nhìn mê của chú anh chị. Ôi ôi nhìn cái hoa chi thủy nè của chú anh chị. Cái đấy rất là đặc luôn. Để coi có dài cái gì đây. À dễ đồng nha. Đó. Rất là khích luôn. Đây. Rất là đẹp. Mê quý chị. Đó. Lạc lá nè quý chị. Mà chứng thị lạc lá nè. Đó. Nhìn vàng xương nè. Cực kỳ nét luôn. Đó. Bạc nha quý chị. Ẩm da bạc rồi, xe tung. Nè, đồng nữa chú chị. À, rất là đẹp. Khuyến khích nè của chú chị. À, rất là lâu năm mới được về chú chị. À, đây, cái này cái gì đây? À, cái này cái gì đây của chú chị? À, dạ, cây thông của chú chị. Dạ. Đó, chào chú chị Trường Khống. Đây, bạn này là bạn cuối cùng đi. Rồi. Đó cô chú anh chị. Đó, em mới có đi cái vòng quanh một cái khu là chữ U thôi chú anh chị, còn rất là nhiều nữa. Dọc theo nguyên cái khung nguyên này chú anh chị là những cây tùng rồi những cái cảnh kiển bự rất là lớn của chú anh chị. Đó. À, cô chú anh chị hãy đến Chợ Lách Bánh Tre em lúc này. Cực kỳ luôn chú anh chị, hãy chiêm ngưỡng những cái tác phẩm, những nhà vườn bánh tre em trưng bày ở tại cái hội thi này, trưng bày sinh cảnh này. Em chân thành cảm ơn của chú chị trên kênh. Em kính chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe. Rồi đến Bánh Tre của em, chân thành cảm ơn.